Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, một series rất là hay mới anh em ạ. Một tựa game bắn súng theo kiểu phong cách đó chính là Gunny hoặc là Gunbow, và tên là Gun X5. Cái này là được mua về rồi và có cả tiếng Việt luôn. Và nếu anh em đã thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào. Và mình có làm lại các video ở bên kênh Mr. Thành, anh em có thể qua đó và xem các video mới nhất nha. Và nếu anh em chưa đăng ký hãy nút đăng ký ở đây, dùng cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo khi mình ra video mới nhá. Đây, video mới nhất của mình đây đấy, đó chính là Plan vs Zombie 2 phiên bản China. Rồi, chúng ta sẽ let's go này anh em. Vào game thôi. Ok. Ok, let's go. Hình như phải continue bằng bằng ấy anh em à. Bằng tài khoản Gun X. Có hai server. Có hai server gì đấy. Đừng bảo update nhé. Vào game. Wow. Nhìn có vẻ hay đã. Hello. Miệng rộng. Con này con miệng rộng anh em à. Rồi bắn nhau ạ. Bắn nhau mình nhá. Không được. Không được anh em ơi. Bắn nó đi nào. Chọn kỹ năng này. Ok, mình sẽ cần phải đi theo đúng cái hướng dẫn luôn. Rồi. Hợp lý. No, wonderful. Cái này giống kiểu Gunny anh em ạ. Ô, mình có con này để nó hồi máu cho mình nè. Miệng rộng. Hồi máu đây cưng. Đúng rồi. Sao còn thả trái tim nhỉ? Vách cửa đạn. Ui, cái này là đạn độc anh em ạ. Tăng cường, cường hóa anh em ơi. Chúng ta chỉ cần đúng cái vạch thôi là sẽ hạ cường nó rồi. Wow. Bắn tiếp anh em nha. Chúng ta sẽ có thêm một lượt nữa để bắn tiếp. Chúng ta chỉ cần căn đấy, như thế này là chắc chắn là sẽ trúng này. Wonderful. Tấn công liên tục. Tấn công liên tục. Và đây là sử dụng cái tuyệt kỹ anh em nha. Như thế này thì quả cầu lửa. Ngay trước mình được chơi game này rồi thì phải. Nhưng mà đấy là cái phiên bản ở trên của nước ngoài. Đây đã được Việt hóa hoàn toàn rồi. Nhóc yêu em cái gì? Không không không, no. Tại sao không ấn được cái này nhỉ? What the hell? À được anh em ơi, may quá. Mình phải đặt tên là Thành EZ chứ nhỉ? Mình lúc nào là Thành EZ mà, Thành. Ok. Ơ, cái này viết hoa hết à? Không được. Ok, cái này chắc chắn là viết hoa hết à? Khó chịu ghê. Thành EZ xác nhận rồi. Let's go. Ô trời, sao không được? Nó không cho mình ghi tên đấy à? Bó tay luôn. Tại sao không được nhỉ? Thành. Ok. E. G. Thủy Nguyệt là cái quái gì? Đùa nhau à? Hãy viết hoa toàn bộ ra. Đấy, ra toàn bộ được anh em ạ. Vai đạn luôn. Rồi. Hai thằng EZ, chúng ta vào game anh em ơi. Chào mừng bạn đến với chiến trường quyết chiến Gun X. Trước tiên chúng ta hãy điều hãy hiểu điều kiện chiến thắng. Số team phe ta và số team phe địch. Team nào bên nào giảm số không team thì bên đấy sẽ thắng anh em ạ. Máu lục đại diện cho bản thân, máu đỏ để cho kẻ địch anh em ơi. Đơn giản. Rồi ok. Mình không cần phải di chuyển anh em nhá. Tôi có một con để có thể là nó backup các kiểu rồi. Cần thấy thôi. Ui, xe nhung đẹp phết nhờ. Xe gì đây? Góc bắc con cao sẽ trúng kể đến đạn đôi. Ok, chúng ta sẽ có đạn đôi này. Rồi, ok anh em ơi. Đạn đôi, đạn tình yêu, đạn đôi. Có cả giật xét luôn anh em. Đến lượt đối phương rồi. Ơ, con này sao vẫn sống này? Xe bị hủy. Có nghĩa là cái này là chỉ tính theo máu anh em nhá. Thì sao như vậy? Rồi, ok, sử dụng cái này.
Bắn nào, sao đạn yếu nhở? Vãi đạn, tăng cường uy lực nào. Nó hết máu rồi. Đơn giản thế á, thắng rồi. Anh em ơi, thắng rồi nè. Không phải là quá dễ chăng? Đầu tìm trận đấu này. Nhanh tay hơn này. Đề động của bạn là sao? Đang đợi trận anh em nhá. Ok, có rất là nhiều loại xe tăng khác nhau mà chúng ta có thể bắn được ở bên này. Rất kỹ năng. Đậu đen bắn đạn đậu đen gây 120 sát thương, đậu đỏ gây 420 sát thương, đạn xoắn ốc bắn đậu đen và đỏ cùng lúc gây 120 và 420, cái này là 2 phát. Hạt nhân gây 945, cao xạ đạn sẽ căn cứ góc độ bắn tăng tối đa 30% sát thương. Bắn càng cao, con này là góc siêu cao thì sẽ càng giết người được. Chúng ta sẽ tìm tới những cái kẻ địch màu đỏ bên này. Feta. Quá hợp. Ôi sao vào kia có 32 vậy? Khá đen. Con này đấm bốc à? Con này là đạn đấm bốc anh em. Ghê đấy. Bắn cái gì đây? Nó không có góc rồi. Mày phun lên đất à? Hả? Ui 146 anh em ạ. Ui dã man luôn. Đạn đậu đỏ nè. Chính xác, sẽ gây sát thương cực nhiều. Bắn tiếp anh em ơi. Chính xác, sẽ gây sát thương cực nhiều luôn. Bắn tiếp phát nữa nhờ. Ô không được, hết thời gian anh em à. Hết thời gian mà nó chỉ còn có 2 máu thôi anh em. Mình giết cái con đằng sau nữa là quân chúng ta sẽ khá ổn. Bắn tên ạ. Ok, bắn tên. Úi giời, siêu cao luôn. Con này khóc nhè rồi. Khóc nhè. Đạn xoắn ốc à? Có lẽ là cũng không cần. Cần đây anh em ạ. Không cần rồi anh em ơi, tôi sẽ bắn cái này. Xôi ôi, đậu đen và đậu đỏ nha, xuyên thấu. Ây à. Victory rồi, thắng rồi anh em ạ. Hay phết, game này hay phết nhờ. Có thể nếu mà anh em thích thì mình có thể sẽ like cho Tam Quốc. Like hết. Rồi. Cái này là team anh em ơi. Phần thưởng nam châm bộ binh Tesla. Không biết là cái gì. Level 2, tăng cấp tài khoản lên level 2 nha. Rút lui. Bây giờ tìm trận nữa nào. Có rất là nhiều loại xe tăng hơn. Đảm bảo với anh em là có rất là nhiều loại xe tăng khác nhau để anh em có thể là chơi, có thể review, có thể là làm các kiểu, có thể làm ABC miễn phí. Đây, tôi sẽ dùng cái xe này đi anh em. Phi đạn bay GLG 08-90-72 bắn 3 lần phi đạn bay, truy hồn đạn gây ra 96 sát thương, truy hồn đạn sẽ tự động thay thế góc kẻ tấn công. Bom suy yếu. Má ơi, chưa kịp xem chiêu anh em. Chưa kịp xem chiêu. Ok. Tập trung vào một con thôi anh em ơi. Để xem nó bắn con gì thì mình sẽ bắn con đấy. Bắn đi. Lùi lại. Bắn đi người anh em ơi. Đúng rồi. Thủ cứng cáp hơn. Chúng ta sẽ lựa chọn một trong những cái chiêu đấy. Mình phải giết chết một con trước đây anh em ạ. Mình sẽ là làm tăng cơ anh em. Thì mình sẽ cần thủ. Ái à, bọn nó ngu rồi. Bọn nó bắn thế, bọn nó ngu rồi đấy. Bong. Cứng cáp. Nó không dám bắn mình anh em à. Không dám bắn mình luôn. Cái này là thay đổi góc à. Cái này với cái kia thì nó cũng không khác gì nhau cả. Rồi, bắn tiếp. Quá chính xác anh em à. Xuyên thấu, giật sét. Chúng ta theo giật sét đối phương đúng không anh em? Có lẽ là vậy. Ôi, xe này nó xuất hiện ở đây à? Mình tập trung bắn con tên lửa Fancy Punk ngày trước này. Nó khá là yếu thôi. Hey.
ghê 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 ghê, mất góc mất góc mất góc mất góc mất góc mất góc, tôi đang mất góc nha anh em. Bắn con này thì không bắn này, bắn con này này, giật xét chết chưa cưng. Ok, chúng ta chỉ còn hai máu thôi anh em. Chém nhau à? What the fuck, con kia chém cái con của mình à? Trị liệu. Oh my god, mày chết rồi cưng ơi. Chúng ta có đạn siêu xịn không? Đạn đạn gì? Thắng má rồi. Chưa kịp bắn ạ. Tiêu bắn nhanh quá. Mình trước khi bắn là gì cả? Chính xác Gris. 3332. Mình like cho bọn này đi. Mình nghĩ thế là hợp lý rồi đấy. Ngon. Và rồi chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp nha. Bye bye.